Ôi, ôi nó gì anh ơi. Ai ôi. 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 Wow. Anh em đánh tactician à? Ném ném nó, em đúng rồi, ném nó. Ném nó. Trời ơi. Chết luôn cả đôi ạ. Chết luôn cả đôi. ADSM không? Úp mặt vào tường đi để bị đánh à? Tết. Rồi, bắn đi ơi. Kìa. Ai ném nó kìa. Đây em ném. Just do it. Đây là một buổi mình chơi Baldur's Gate 3 multiplayer cùng với bạn bè, tập trung vào combat và meme. Ba người trong số bọn mình đã chơi qua cốt truyện của Act 1 rồi nên cứ speedrun hết combat này đến combat khác. Series thiện chơi Baldur's Gate 3 solo sẽ sớm trở lại sau một vài video đổi gió nghịch ngợm. Trong buổi này, mình chơi Barbarian, anh Alas chơi Warlock, Ngỗng chơi Ranger, Thanh San chơi Sorcerer. Các bạn cũng có thể tham gia Discord Funky Dungeon Master để chơi Baldur's Gate 3 hoặc các game nhập vai table top cùng bọn mình. Link ở dưới mô tả và bình luận. Cảm ơn các hội viên YouTube và các patron đã ủng hộ thiện trong quá trình xây dựng một cộng đồng chơi game nhập vai Việt Nam phát triển và lành mạnh. Mọi người đã ở đây hết chưa? Có một cái achievement ẩn là đánh nhau với nó ấy, thì đừng để cho nó đẻ trứng. Giết nó trước khi nó đẻ trứng. Ừ, hay là achievement luôn nhỉ? Diễn Vinh. Đây. Thì đặt mấy cái thùng thuốc nổ đây này, xong rồi làm một cái minor illusion đây này, thì sau đấy là nó sẽ bay đến đây. Nó bay đến đây phát thì anh em làm thịt nó luôn. Ờ, được. Ok, đặt ngay lên cái tơ nhện nữa. Tơ nhện nó chạy xuống nhỉ? Đây, đây, đây. Đây, anh sẽ đặt một cái minor illusion ở đây nhá. Không thấy luôn. À đây, để em cho con quạ bay ở đấy, để cho con quạ bay ở đấy. Đây. Có vẻ như nó không quan tâm thật. Đây, con quạ. Rồi. Ê, ra đây, đây. Ok. Đây không được rồi. Nó hộ. Không được. Nó đẻ trứng. Nó đẻ trứng. Thôi đéo cái achievement đâu, giết mẹ nó đi. Đây, đánh cái bên này. Ui à. Ơ. Nó thấy rồi. Không sao, nó đánh con, đánh con quạ của em. Để mà nó tê lên ra đây không? Hai con rồi. Bay ở đây. Ủa, bay ở đây. Đây rồi, nó bay rồi. Đây rồi. Sao quá nhỉ? Ờ, nó sao? Không đốt cầu được. À, được rồi. À, được rồi mà. Nice. Đốt nào. Barrel Bouncer. Barrel Bouncer. Barrel Bouncer. Ok, nén đi. I believe in you. 200 tám mấy đam. Chết chưa? Con này chưa chết. Chưa. 51 màu nó vẫn chưa chết. Chưa biết nhỉ? Thấy có con nào nó rơi xuống, chắc là xuống vực hay sao, thấy 280 mấy đam. Ừ. Đúng rồi, con rơi xuống vực rồi. Để em có pick up của bọn Spiderling này. Từ từ nó sẽ nhảy lên tiếp ấy nhá, thành ra là... Gì mấy con Spiderling trước rồi. Rồi. À, throw. Ủa, chết rồi à? Nó chết rồi. À đâu, con. Anh vào rồi. Throw. Chết luôn. Khoe du. Ồ. Sẽ bay lên mà. Ây da. Ui da. Ok. Một máu ạ. Một máu là đủ để giết mày. Cũng hơi càng đấy nhỉ. Không, thực ra cũng không càng lắm. Sao đến khi chúng ta biết. Chúng ơi, chúng nó bay này. Ồ, rơi xuống vực, rơi xuống Underduck. Biến loot rồi. Đó không loot. Cần loot gì? Nên giúp cả team, cả team không ai mất máu, còn mỗi ông tiền. Mỗi anh tiền. Actually á, ở đây nhá, ở đây nếu mà anh em ấy, anh em mà có ai kiểu press được feather fall ấy, nhảy xuống cùng dưới đấy luôn. Nhảy xuống được anh? Nhảy xuống được, nhảy xuống Underdark luôn được mà. Chỉ cần có feather fall thôi. Ủa, sao không thấy anh ấy đâu? À đây, có thể nhìn được ở trên đây. Đây, thấy không? Các bạn bắt cái gì đấy? Quay cho đuôi. Gã này. Really? Quá buồn. 6 giây sao? 6 giây sao? Chị ơi mình à. Chị vậy. Tôi không biết các bạn nào, tôi muốn đi ngủ. Đi ngủ quá, đi ngủ gì anh? Đang cười ỉa. Tôi bột máu các bạn ơi. Đó đấy. Ơi một có một đống, có một đống healing potion đấy. À, rồi ném đây. Cứ tưởng gì đây, đâu anh ở đâu? Cứ ném vào inventory là được mà. Không ý em muốn ném một người anh ấy. Tí ấy chết. Let me throw. để xem nếu anh có một máu thì em ném potion người anh thì anh chết trước hay anh được máu trước. Đây anh đừng im vào nhá. Rồi được im. Đây để em ném thử xem. Hay kiểu mình yếu quá không gây đam. Không yên tâm có gây đam. Vậy đấy là có gây. Một đây 4-1 đúng không? Ừ, một đây 4-1.
Vừa thấy bị nháy đam phát xong lại hồi không nháy đam phát vẫn là cộng 7 máu lên 8 máu không bị dịch tí đam nào. Đi đánh OG đi, đi đánh OG đi, đánh ba con OG để lấy cái ban of intellect. Em lấy rồi. Cái đấy thì không, em lấy cái tù và triệu hồi nó. Em lấy cái tù và triệu hồi đó rồi thôi. Để mà lên level nhanh thì cứ đi cày ra chỗ hay nào đi. Để khi nào anh chơi xong walkthrough của Will thì anh mở chơi online mọi người nhỉ? Yeah. Để em host một cam được. Em host một cam online luôn. Ok. Một slot. Muốn chơi sim kiểu gì? Evil Murder Hobo à? Em muốn làm gì? Murder Hobo, em chơi bé là chỉ có Murder Hobo thôi. Để đi trước. Cái này có cái melee attack. Từ cái short rest cái đã nhá. Hồi slot. Vừa lock đỉnh khủ. Các bạn đừng vừa lock đỉnh khủ. Uống cốc cà phê. Ok. Đừng đi đường này. Đi vòng đường này. Thôi sau rồi. Đi vòng đường trên này này. Đã đi vòng trên đánh mấy con non fang ở phía đó hù bên trên này này. Em đang muốn giết mấy con đang nằm này. Đi. Để em gọi lại con nhện ra. Gọi đi. Vẫn đang dialog. Mấy con nằm mày nó trigger mấy con trên này luôn, sợ rồi. Đây, xong rồi em sẽ gọi con Raven của em ra luôn. Đang nói chuyện cứ nghe tiếng phép nổ đùng đùng phía sau lưng. Sao điều nào anh? Summon. Trigger đi em. Rồi. Đợi con máu này. Đánh tất cả cái bọn đang nằm nhá. Bọn nó là sẽ nô sẽ mọc ra từ bọn đang nằm này. Được, nhưng mà hay nó đi trước, nó đi đường nào vậy? Yeah. Ok. Hoặc là giết cái con mà đang chạy để báo ấy. Đúng rồi, phải giết cái con chạy để báo ấy. Magic Missile nữa anh nhỉ. Nó nhiều, nó có nhiều máu lắm, nó bị 2 máu cơ. Magic Missile một phát sợ đủ thế đâu. Sao lại qua kìa. Up lên level 2 luôn. Cũng được. Anh crit chết rồi. Oh no. Em nhìn chó đỏ em ơi. Kiểu anh crit về 2D10 ra về 10-9 rồi em ơi, bình tĩnh. Skill secure vãi nồi. Kiểu anh em không hiểu ý rồi. Rồi một máu em. Ôi từ. Con này là medium hay small? Ném được. Đó. Đấy. German suplex. suplex. My turn. I will cast web again. I cast web vào hai con ở nơi này. Ui giời. Mình tí nữa tí để cast web của anh ơi. Cast web đi luôn em. Nó đi rồi. Một bắn đi luôn em ạ. Em ơi, nó là 9, em 1D10 nó là 9, kiểu khó chịu ấy, cái game chó đỏ vậy luôn. Anh từ dice ngoài đời lên dice Avery. Sao phải dice bao được kết? Ok, thì con ai nhỉ? Yeah. Con 2 máu. Rồi, được rồi. Rồi, ok. Đối thiện lên xử nó thôi. Lên đánh luôn anh, em tin anh. Ây da, thôi anh cầm giáo pia thôi. Còn là em nhảy trước ấy, nếu mà xa quá thì em nhảy. Em ném. Này. Sẽ còn cái bọn bên trên nữa. Còn bọn bên trên nữa. Tính loot anh ơi. Đây, trên này, đi đường của anh. Ok, đi theo. Giữ shift nhìn cái đỏ vùng position nó ấy tí nhá. Ôi giời, xong wave rồi. Em đang trốn mà, ai vào đấy chứ. Em chưa vào combat. Ủa? Ai vậy? Để sao anh em? Chịt bối! Thôi được rồi. Tôi sẽ làm một cái nha các bạn. Ok, làm anh hết. Tôi làm một lần thôi nhá. Một lần gì? Hóa học! Ấy à! Đừng ghét. Cần. À sao mà thì đem quét vào đấy, chúng nó di chuyển được. Phát nữa em ra ném bọn nó vào đấy. Đấy, xong. Rồi, tôi cút. Rồi, xong. Enter. Hết nhiệm vụ. Tôi cút, xong. Nó chết rồi. Lùi lại. Đấy. Enter. Cái này có hai con melee, một con range. Thế nên mình có thể đi con range trước anh ạ. Yeah. Thực ra là em cứ lỉnh đi. Thực ra em cứ lỉnh đi, bọn nó có khi thì cả đợt bọn nó chết hết mẹ luôn đấy. Ok, thế thì bước lùi lại em tạm. Em phải công. Cứ throw kiểu gọi là vậy thôi. Vui thôi. Vui. Đấy, wow. Con 7 máu này thì chắc chắn là nó đến lượt nó chết luôn. Chua kèo cho chúng nó chết thôi.
Đấy, chết luôn. Rồi, nằm. Đây, sau đấy mình sẽ đem bắn thằng gỡ. Bắn mấy con máu nhiều. Đây. Rồi, chết luôn. Rồi. Mình gặp luôn. Enter, kết combat. Rồi, chết luôn. Thấy không? Cloud đang ở siêu khỏe luôn. Yeah. Anh em mà lên cái hang ở dưới thì lại có một đống non hunter ở trên này nữa. Thành ra là... em nghĩ là ra ra đánh bọn Paladin up tier đi. Ôi, bọn nó khỏe lắm, level 3 mình chưa đánh được. Vào chắc chắn là em sẽ bị một con Divine Smite đến chết luôn. Binze đắn tát. Chúng nó đấy có cao không? Để web chúng nó đây. Đây, 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 trên này, trên này, trên này. Đây, đây. Này, căng lắm. Con bát này rất căng đấy. Trận này cũng căng lắm ấy nhá. Đây, cái trận trên này này. Recommend là mình stealth lên chỗ cao đứng. Like here. Anh em có tự tin giết được con trên này luôn không nhỉ? Tin, làm người phải có niềm tin cho anh. Thế thì đứng gần lên một tẹo rồi bật turn base rồi. Dí con trên này luôn. Đúng, 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 chính xác. Được rồi chưa? Sang rồi. Ô kìa. Ô, bọn nó đánh cái bọn nào đấy? Đánh mấy con ở dưới, mấy thằng Zendarim ở dưới. Bọn nó đánh, yeah, bọn nó vào chết được rồi. Chết mẹ rồi, nó vào được rồi. Không sao. Thôi, cứ bắn nhá. Ôi, đây. Con Warlord này nó lên luôn này này. Đây, bình tĩnh, em có web, để web hai đứa luôn. Ô, được, không cần, để anh cao đó cơ. Để anh cao đó cơ đây. Cả hai cái không, được. Không, nào thì em phải web để chặn trên nó mà anh. Ờ. Ok, cứ cách web nha. Đang không có làm gì đâu. Em có thể đẩy nó xuống mà. Rồi, bây giờ thì em phải đứng làm cái tường cho con Warlord. Đứng đây. Nói chung em cứ block này rồi. Bỏ nó lên cái là nó dính ngay mà. Dính hết vào nó cơ mà. Thế web nữa. Trừ khi nó bắn công. Không thể bắn được rồi đấy. Nó bắn rồi đấy. Ôi nhiều mít. Ồ ok. Rồi nó đấy. Nếu mà nó đánh mình ở trên cái đường độc mộc vậy thôi thì khả năng Cloud Dagger nó là khá là dễ. Có khi mình lùi lại tí thì cảm giác cái bọn công nó vừa đủ tầm ngoài Cloud Dagger để bắn. Đúng rồi, bọn nó đều lên hết ở đây mà đúng không? Nào có đứa nào đi vòng nào. Đây ra à không đi rồi bỏ. Ok bọn này okay. Rất ui là ngầu đấy, ngầu đét nó xếp qua ghép luôn này phải cứ cái đứa mà qua xếp rồi qua thì phải nó, bắn nó đùi lại chết rồi, nó xếp qua nhưng nó gần chết rồi, em cứ bắn nó đi. Ơ sao nhở kìa kìa bình tĩnh cái movement ở trong này khó điều khiển vãi đấy, chết ngay. Hai đứa đấy, có hai Ina nó chạy vòng rồi. Có hai Ina chạy vòng rồi này. Hai Ina bay vòng. Xử lý hai Ina đi xong rồi mình lùi lại. Được, để em luôn nhé, em ra đấy em cắn nó. Hai con. Đằng nào cũng phải vào thôi, chứ không thể lùi ra sau em được. Sợ gì? À, cơ hội hiếm có để dùng Breath Weapon. Ôi giời, chuẩn luôn. Càng đếc, khéo. Càng đếc. Đam là đam. Ôi, thở. Đây. Wow. Lùi làm đi. Đấy, ok. À. Đấy, con này đi lên đúng không? À, nó cắt xin rồi, skip nhá. Skip luôn em. Skip đánh luôn. Con mẹ luôn. Đánh. Ông em ơi, nó là đánh đấy em ạ. Làm gì? Chưa có biết. Có một cắt xin mình có thể pacify nó. Kiểu vậy. Ấy là già. Ôi, ôi nó gì anh đấy. À? Ai ôi, ôi. Mẹ ơi. Wow. Anh em đánh mẹ Tactician à? Cứu được, cứu không, được. Không, ba lên mà. Vậy, đấy em thấy không kiểu. Nó dí luôn, cao đắc cơ. Bọn nó dí ấy lắm, bọn nó dí cắt tờ kinh lắm. Ai, đéo ngồi máu, ăn luôn thôi. Không sao, để em ném cái. Ném, ném mày. Cứu được. Mẹ. Boy. Shit. Cứu được. Bro. Khó đấy. Đây để em ném. Get the healing. Để tôi ném được mà. Được không? Get the healing luôn này. Kì vậy? Đâu ấy? Các bạn. Được chưa? Lết rồi. Tao phim rồi. Không được em ơi. Anh không hồi máu. Các bạn ạ. Đến lúc rồi. Vãi, cái tích của hit. Đến lúc rồi. Có thấy cái gì đây không? Sao? Nhìn thấy cái barrel ấy rồi. Đến lúc rồi. Lửa à, em có một cái Archimedes fire em ném luôn nhá. Ném đi. Đấy em ném luôn này, mình tính gì. Ném luôn là sao ấy. Đến lúc rồi. Đến lúc rồi. Đây Archimedes fire, it's time. Just do it. Chết chưa? Chết hết rồi. Còn một con thôi. Ok. Còn hai con hay đi ra nữa.
rồi, về gì này? Anh nghĩ là nên cứu hay là nên đánh nhỉ? Ôi đánh đi, đánh đi. Reckless. Ok. Frenzy. Đánh một đứa đó, đánh một đứa đó, đúng rồi. Hai lòn một tên cơ mà. Đúng rồi. Ừ rồi, cố gắng. Man of culture. Rồi, nó à, rồi, nó tanh ra. Thoải mái. Rồi, con nhện luôn. Rồi, con nhện tanh được. Nhện tanh được. Chill. Play of paralysis, man. Rồi, em ơi, hai success rồi. Đâu, một con bị em bịt, con bị em bịt, này. Không, ý là anh hai success rồi. À, em xem kiểu vẫn sống vậy, nhây nhớt em ạ. Cần cứu mày. Mày tích cái gì đây? Tập trung đi, giết con nô nhanh nhá. Thì như gần chết nó frenzy, nó đánh 3 phát lần đấy. Ồ, đọc ấy. Có cái gì để núp nó không? Đây, nhẹ chết. Nhưng mà phí được hai cái tên của nó rồi. Ừ, phí hai tên của nó. Đánh đi, đánh đi. Đây. Rồi, ba cái rồi. My turn. And steady strike. Milly. Vậy critical miss really. Đánh được. Nữa đi em, reckless lên. Rồi blind rồi. Ngon rồi. Blind rồi. 14 máu. Ôi trời ơi. Cả đánh ôi vãi luôn. Đéo gì hết, double tap à. không sao, có revivify được. Tanh hộ team. Anh đây luôn nó cắn vào xác anh hết đi. Ui giời, crit miss. Ôi, ôi. Rồi, để em như vậy thôi. Không sao anh ơi. Đây, em biết cho anh 3 cái berry này. Anh không ăn được. Anh chết thì không ăn được. Để em bón huyết healing cho anh. Để 9 máu này. Rồi, chết rồi. Con Warlord chết là được rồi. Hai con này chết được rồi. Hai con này thường thôi. Để sợ nó tap chết anh ấy chứ. Để em cứu đấy. Nó double tap anh thì bẻ kinh quá. Đéo được đâu. Tôi cứ enter đi không sao đâu. Không, em có action mà. Em chờ action. Không thì em medicine vào help anh dạy anh dạy em help được mà. Help được. Help được nhỉ. Đúng rồi, quên mất trong này có cái help được. Đấy, anh dạy được rồi. Rồi ok. Anh không cần okay. Disengage. Chạy bộ được mà. Rồi xong rồi, anh tuột. Em rút mà. Ôi đi mày đá anh. Phải đá anh. Nó đuổi tiếp anh. Nó đuổi. Nó đuổi là gì? AI thông minh đấy. Nó thực sự kiểu phải Rồi. Nó thực sự kiểu kiểu identify anh là kiểu mẹ thằng chó đỏ nhất team này. Này thì mày. Ở trong cái hòm đồ của bọn này tí nữa roleplay ấy thì bảo là mình sẽ lấy cái ấy của nó nhá. Mình sẽ lấy cái hàng của nó ấy thì okay. Nó có một cái đèn thì em lấy cái đèn đấy về sau em ném cái đèn đấy thì nó nở ra một con spectator nhá. Ừ. Cắn ai vậy? Sàn. Ô, cái hòm đấy sau này anh giao về Baldur's Gate được không anh? Giao về được nhưng mà vấn đề là kiểu là cái đấy khỏe vãi. Em ném nó ra là một anh con nhiều charisma kiểu... ra. Thôi được rồi. Thôi, em bị trigger em gần nhất rồi, em bị trigger. Dậy đi, rồi. Đúng mẹ. Mùi giấy. Thôi rồi, anh sẽ chơi bài short rest lần 2. Thấy sau lưng các bạn đang short rest. Intimidation. Give me or die. Charisma trừ 1. Cho em cái. Đây, Guidance. Guidance coming. Guidance coming rõ như này. Chúc đúng nhỉ. Trông bọn này em buồn cười lắm. Kiểu Guidance chưa? Đang đứng khoanh tay xong đằng sau có cái thằng PC nó ra đó. Chạy ra chạy vào cast Guidance. Vừa nát 1 không cứu được rồi. Inspiration. Không có Inspiration. Inspiration. Đó, có mà. Tìm mà nhiều Inspiration lắm anh ạ. Em rồi, không đúng nhân vật qua đó. Rồi. Đưa đây. Nếu mà boss mày tìm thì tao giết cả boss mày nữa. Chứ hôm nay em nói thế này luôn thật hơn. Ôi giời. Đây dập lửa. Có dập lửa đây. Mẹ mày. Úi giời thôi. Chạy đi anh. Thôi từ. Anh không chạy được. This engage cũng được. Lát mọi người chạy vào. Mày chơi tao lửa. Mày chơi lửa tao gì? Tao có mẹ Burning Hand. Em có Legacy không? Em có proc cao rồi. Thôi anh để anh Burning Hand trước. Còn đi chó này. Để em proc cao cho anh chạy. Thôi rồi. Để anh dùng một cái hồi máu vậy. Nhưng mà nó đánh anh. Thôi anh sẽ đứng yên. Anh mẹ không bảo hiểm. Đấy, cái dồn đam đấy. Đấy đâu. Đánh đi. Anh suy nghĩ. Đấy.
Ha. Kia. Rồi nó ngủ rồi, nó ngủ rồi. À, ngon. Ừ, mà bên trong có thằng bắn cung, bên trong có một thằng bắn cung. Đây, để em múc qua bên đây. Bị nặng. Bị nặng. Lốt đổ. Lướt quá vô được. Ôi nó bắn thiệt, nó bắn thiệt. Ôi. Không mày đấy. Đấy cái gì đây? Shop đó. Mày đứng sau à? Lên đấy. Nhà Fox là sau này không tốt đến thế. Fit à? Fit. Yes. Ôi, ASI rồi, ASI. Barbarian thì Great Weapon Master thôi. Sao rút tờ đâu nhỉ? Ok, này sao rút tờ. Anh em có musical instrument gì không? Không có proficiency thôi anh, em có này, em có cái đàn. Đây, ném đàn cho anh. mọi người chơi em một tiệm nhá. Đây, ở trong này có mấy cái barrel nhá, nhớ lấy hết nhá. Hai cái barrel vừa rồi clutch. Đây là wooden barrel chứ không phải là. Không, đây anh đang lấy một cái firewine này. Đây anh để ở đây có tận 3 cái firewine mà. À, ở đây ở bên này. À cái đường nhỏ nhỏ ở bên trong đấy hả? À? Cái gì đây? Chết. Nằm rồi à? Không em, anh còn một máu. Sao mấy cái thứ mà dưới đất thì dùng phép gì là nó phá hay thế nào nhỉ? Lửa thì ấy băng đúng không? Máu đông lại thành băng này, xong rồi băng sẽ thành nước. Nước trích điện vào thì nó tụ điện. Từ tích trích điện nào? Và đi vào thì sẽ mất máu à? Vâng. Ờ, có thể. À, chắc phải có combat. À, đây. Chỉ được chút kill. Ở đây là còn không có đứa nào có trap disarm toolkit này. Tại sao cần phải disarm trap khi chúng ta có thể tank trap? Yeah, all that. Sao Vigo? Ôi, không có gì đâu thiệt ơi. Ok. Đúng là Barbarian trời. Đây, em quay lại rồi. Mở hòm đi, Barbarian đang rất cố gắng. Không rồi, crit, đây. Không crit. Đây, để em vào. Em xử đi, 1, 2, 4. Ui dồi. Ừ, chúng ta nếu mà có nhiều bộ lockpick thì có thể reroll bằng lockpick mới. Ok, anh chỉ đi. DC20 à? DC20 okay. Mà anh. Khó. Nó là critical success em ơi. Nó là critical success. Vậy, nó là một lần thôi. Nó là chỉ có một lần thôi. How? Nhặt đi. Nhặt rồi. Đây cầm rồi. Chỉ đi. Short đã. Short gì long đi. Hết short rồi. Long đi. Mày mà long đi. Giữ làm cái gì? Em có đúng kiểu em có hơn 500 supply, cam supply. Bật hết cam supply bằng rượu ấy thì nó là achievement. Rest the dwarven way. Ok, để em thử. Tất cả đều là rượu hết nhá. Full 40 đều là rượu hết. Xong mà kiểu gì ra. Bottoms up. Đây. Bottoms up. Okay, a time honor Dorvan. Kikute. Thì nhớ phải nói chuyện với Kalak trước nhá. Chị ngầu vãi nồi kiểu bùng lửa các thứ. Ông Huy Cường thích Kalak. Anh Will. Series thiện chơi là cũng đang ship Will với Kalak. Ờ thế đó. Kiểu hai đứa tím nhau, giết nhau ấy, xong rồi tự nhiên lại ship. Enemy to lover. Đen xong enemy to lover. Sàn điện đâu giật điện ở đây. Như một cái ri chùa. Nghe đúng kiểu bùm bùm. Cứ một bên nói chuyện, một bên setup. Đây để tìm hai ground đứng. Đây lên tầng này, lên tầng lấy hai ground. Sao đâu? Cái con under ấy, cái con suốt là... Ôi under. Under okay. Yes. Ông cứ đến đây là anh sẽ thả một cái. Anh sẽ thả một cái barrel ngay tại đây nha. Ok, thế thì em đứng sang bên này nói chuyện. Nói chuyện rồi nha, các bạn đi đứng tìm chỗ đi. Đặt vị trí đi. Nằm im. Đây rồi. Đây đúng cái game. Đứng không bắt được. Để em căn được chỗ nào là bắn được không? Đấy, anh sẽ cố gắng hold person cái con Trin nhá. Mọi người focus con Under cho anh. Tại vì con Under được có aura protection. Xong rồi, bắt đầu đi. Ok, you're a terrible liar. Rồi đánh nhau. Xem nữa, đi trước. Chân lửa cho anh. Thì đi trước này. Đấy, mọi người set up gì set up đi. Thiện đứng đợi cho. Em cũng vẫn chưa làm các bạn sẽ đâm tùng tùng. Thế tí để đánh bộ nhanh. Ừ, vẫn đang đợi. Về đi. Hold con chim được 60% nhá. Ok. Anh sẽ hold luôn, anh sẽ hold luôn nhá. Em này em sẽ hunter mark con rồi. Rồi, xong rồi. Xong, hold được rồi. Rồi. Em có thể quay sang đánh chết con chim luôn được. Rồi đánh. Đánh luôn con chim đi. Đấy luôn xong mà nhảy ra khỏi cái nhảy ra khỏi cái thùng. Nhảy ra khỏi cái thùng ấy, đúng rồi. Cứ đánh nó đi. Vụt nó mạnh vào. Đấy. Nó là như thế luôn. Hầu khỏe lắm. Được, bọn đi nhá, đi nhá. Thôi. Em chạy đi. Hết action rồi. À rồi, đây. Rồi. Châm lửa chứ.
Chấm lửa. Đây, ăn lộn đấy, ăn lộn đấy. Rồi. Ok, đây để em đánh. Ok, ok. Hater rồi, đang làm hater rồi đó. Đây, mít. Con này giáp trâu lắm. Đây, con này trở lại lên. Con này start, con này giáp lắm. Rồi, lên đây rồi. Nó đánh thiệt đấy, cẩn thận đấy. Đây, để em đánh để cho nó sinh web. Đây, cho nhện đi xuống nhà. Không thì cứ cho con nhện xuống để aggro nó cũng được. Xuống giết được giết. Rồi, ok. Cháy. Đang cháy máu được. Đây, con này có Ren Vision này. Đây liều thang. Rồi, ok luôn. Thế. Ôi, mẹ thế đáp thiện vào chém mấy phát nào. Rồi, ok, nó hết line rồi. Nó hết line rồi. Úi dồi, Revive mày. Úi dồi. Thấy chưa, quả đấy mà hai quả đều trúng là chết luôn đấy. Úi dồi. Em nhìn thấy không, ba cái Divine Smile vào mặt em luôn. Em gần chết luôn mà. Thôi rồi nhá, bây giờ setup nhá. Anh sẽ sleep con Under này. Và sau đấy là mọi người đi tiêu diệt cái con CC Rail ở bên trên trước nhá. Ok. Sleep được có 2 turn rồi đấy. Bí tính chờ tí để em cắn down mà nó xuống tí đã. Ui giời, con kia nó đang bật mirror image khó đánh lắm. Không, thực ra thì nếu mà thế thì thôi, thế thì để anh bắn đấy. Để anh bắn đấy, down. Ừ, đánh thằng này rồi. Đánh thằng này luôn đi. Em turn cho con Revision. Ôi, mít. Được, 23 máu luôn. Finish. Xong. Nice. Ok. Vãi. Em thề nãy giờ anh Sơn anh crit 4 phát rồi. Anh crit. Bắn Eric bắn 1D10 nhưng mà nó là 11 đam. Yeah. Anh còn phải hack. Con ở đâu nhỉ? Nó ở bên ngoài nhà. Nó ở trên nóc. Con này yếu mà. Ui, hold position. Nó hold ngược lại các em không làm được gì cả. Rồi, chịu. Rồi, phá hết rồi. Ui dồi ôi. My turn, bro. Ok. Thanks. Tốt luôn hả? Ok kìa. Là vẫn bị cái acid từ nãy. Ai ui. Cái gì đây? Rồi như nhau cả. Đang bị poison. Vào đây. Về đây. Chết rồi. Chưa. Còn tẹo máu nữa. Chết. Bắn nó. Piu. Xong. Rồi. Đưa dậy cái nào. Piu. Rồi, anh đã loot được 3 cuộn Revivify. Nice. Paladin đập tia thì cũng chỉ thế thôi. Sorry đi. Sorry đi. Để anh hồi spell slot nào. Yeah. Reapply hack vào sang check cho thiện. Đừng. Anh cần gì? Anh cast hack lên con. Nhưng mà như thế em phải anh chết anh mới reapply được. Anh cancel được mà. Không cần đâu. Muốn đi đánh goblin chưa nào? Đánh goblin cho vui. Vui vãi. Ừ, vui vãi. Tưởng tượng chạy bộ sau khi mình có thể teleport. Rồi lấy quá đà. Ừ, mua cho em cái không hai mòi hơi đắt. 800. Mua đi, mình có 1.400 tiền mà sau combat này mình không bao giờ chơi lại game này nữa. Ừ đúng rồi, đằng nào chơi combat xong rồi mình không có chơi cái này đâu, thoải mái đi. Thôi để anh trigger Volo cái cho trong lo là ông không chết ở lần playthrough này. Đúng rồi, ông xong là anh sẽ hát ở đây. Rồi, bát mới lên. The show is starting. Chờ tí để em nhảy ở đây á. Lên đây có high ground. Có cái ghế đâu để ngồi không cho nó biết. Rồi, ok. Rồi, được rồi. I'm doing it my way. Rồi, bắn đi ơi. Ai ném nó kìa. Đây em ném. Ném đi bra. Just do it. What the fuck. Vãi rồi. Bắn lửa. Bắn lửa. Đâu rồi? Bị vướng rồi. Ôi cái kế hoạch. Ôi không được nhỉ. Ôi để anh ném vô. À được rồi. Bây giờ nó mới nổ. Phải fail tí nhưng sao. Shit boy. Rake lên giết mấy con. Dạ yeah, giết mấy con gần anh. Ở cạnh anh đi. Brrrra. Này thì caster này. Yeah, em vừa giết thằng caster trên này rồi. Ui dồi ôi. Rồi. Anh free. Anh hết tân rồi. Anh vừa movement các thứ hết xong là hết rồi. Đánh đi còn thằng Gorgon đằng xa kìa. Ôi sao shooter khỏe đấy. Bắn 24 máu con chịu thật. Ừ sao shooter mà anh. Rồi em turn rồi. Đây còn tôi. Còn một lũ này. Trèo lên tận đấy rồi cơ à. Ám sát đi anh. Thằng này có chịu đấy. Thằng bên trên có chịu đấy. Đấy con chim rồi. À không đấy. Gọi. Ui dồi ôi. Nó đến thẳng luôn kìa. Nó dĩ anh. À đây để em giết thằng này cho.
Nó gì anh các em ơi, đéo được rồi. Ui, cái gì đây? Mr. Scenery. Bắt Mr. Scenery. Kinh. Để tôi gọi mấy con orc ra. Yeah. Gọi làm gì? Lại chưa cần. Cần chưa cần. Dự hiểm combat này vẫn vui. Thời được. Anh chạy, chạy được không? Chạy. Từ. Phải disengage không? Không, không cần, không cần. Ok. Lát nữa em chạy vào được. Nó lùi lại được. Oh. Anh biết rồi, biết rồi. Anh bắn lùi lại cho em xong rồi để em chọc đít đó. Nó không lùi. Tại vì maybe cái size của nó. À chết rồi, tại vì anh chưa bật Repelling Blast. À! Không sao, không sao. Gần em cũng được. Ui rồi. Có một lũ đang sắp dí anh kìa. Vãi, nó đát. Ui, vãi. Nó đát kề mẹ nó thôi. Quýt 5 năm. Ui ôi, nó best con OG. Không sao, được. Đây. Đầu tiên là con chim. Con chim nó sẽ Rend Vision. Blinded. Được luôn. Hay vãi. Hay không? Mẹ. Ờ, thế có khi đánh luôn con OG nhỉ? Đánh luôn được. Lên. Một phát nữa. Bonus. Chết được luôn đấy. Lên. Reckless. Không được. Có ban test sẵn rồi. Nó vẫn hiện cái đấy thôi. Để tới này đấy. Có tên. Ông gì con cung ở dưới này. Ba máu kìa. Định ném được rồi. Đây là chim chim rồi. Con ném một chim. Không sao, nó tăng được một đòn của con chim. Ờ rồi, Rage. Rage. Kích. Tăng mẹ kích. Đây làm sao? Burning Hang. Ồ. Mẹ chi nơi. Đẹp quá. Chết con gà. Gà nướng. Không. Gông đi rồi. Gông đi rồi. Ha. AC. AC của anh có 13, à 14 thôi mà còn không lại được. Bắn nó giật lùi lại. À, hết rồi. Anh vừa Burning Hand rồi. Yeah. Cái gì đấy? Hồi máu hồi à? Hồi máu. Nhưng mà nó không ném được. Đây, để em đây là lúc thích hợp để Cliff. Cliff à? Ồ, chết chưa? Chết rồi. Rồi, chết rồi. Ok, chết rồi. Chết thì chém bắn con này. Em... À, đây, để em im. Em chém con 7 máu đấy. em mím. Vãi, cứ suýt chết, con này gần chết này. Ném chết luôn rồi. Ừ. À, cái con ném chết luôn rồi. Con ném chết luôn rồi. Ờ, cái con còn một con có 7 máu đằng sau lưng anh à. Non, ném chúng sao. Sao cái vẻ trận này cảm giác này dễ nhở? Ừ, dễ quá. Barrel từ đầu rồi anh. Còn nó chưa đủ khó các em ơi. Rồi thì vào trong tiếp. Vào trận nữa. Ừ, chơi tiếp luôn, em vẫn còn mấy mũi tên nữa. Mấy mũi tên nổ ấy. Get away. Ui à, chơi luôn kìa. Chơi luôn, con có 7 máu rồi. Tại sao em còn ngạc nhiên nhỉ? Đây là đúng kiểu chơi một lúc mi mắc. Kiểu anh bắn với mẹ kiểu có 11 máu thôi ấy kiểu. Ồ. Kiểu chán đời vãi. 27 chứ. Mấy cái gì? Con ai nhỉ? Xong. Ừ, còn vừa ai nữa. Xong rồi. Bắn xong rồi. Elding Blood for the King. À, tất cả bọn bên trong chưa biết gì đúng không? Vào trong nào, hay là bọn nó biết rồi nhỉ? Bọn trong chưa biết gì em ơi. Bên phải còn mấy cái nữa. Thôi em phải cứ giết nó luôn đi em ạ. Hai đi. Thế đi mọi người bắn đi. Em vào lại mất máu, mọi người bắn xỉa từ sao khi chết luôn. Kìa. Bỏ cẩn đi. Hai rồi. Thôi, I have something even better. Cloud Dagger nhá. My friend. Okay. Rồi, giết nó. Ờ, mọi người vào trận đi. Chết hết rồi. Ừ, em đã pick từng đứa một anh ạ. Sao? Thế sao nó dễ đấy? Easy. À, Cloud Dagger em. Này, góc này còn mấy con nữa này. XP nhá, nó là XP nhá. XP là XP nhá. Đẩy ngay xuống. Đây là XP. Đây có con đứng ở vực này. Cái gì đẩy nó xuống. Thì mọi người đẩy nó xuống đi. Anh sẽ Cloud Dagger 3 con này là xong. Rồi, bật turn đi. Nào, bật turn đi mọi người. Anh Cloud Dagger chưa đi? Thôi nhưng mà... Không cần. Ok, fail. Lúc ấy lại bấm. Quê quá. Đang move thì... Ui ơi. Một barbarian và một sorcerer đẩy người. Rồi, enter đi em ơi. Enter đi là đánh nhau rồi. Ok, để bom chết rồi mà. Đâu? Rồi, sao? Ba cái xác cạ xuống. Hết. Đâu đây?
Ở đây, nhìn này. Các bạn có thấy XP không? Ơ kìa, thiện vào rồi à? Các bạn có thấy XP không? À, yeah, ở trên đấy đúng không? Ở trên đấy đúng không? Ok, ok, ok. Anh lên đây, I'm coming. Đây, trên này. Chỗ này là mấy con lẻ thôi. Nó đang ngủ rồi. Lên. Xong rồi, lát vào trong là trận bánh tráng sau. Cứ bổ thằng 12 trước, cứ bổ thằng 12 trước. Đó. 27 đam mà. 27 đam thì có thể giết được rồi. Anh em ở đây hết rồi. Bổ đi. Đấy. 23 chưa chết. Ok. Rồi thì bây giờ nó chết. Ôi, lần đầu tiên mít rồi, Rồi, ok. Mít xuống này. Rồi. Bắn kiểu gunslinger. Ok. Nó có mít luôn. My turn. Easy. Rồi chúng ta vào trong là làm combat to cái. Nó sướng. Đây anh em thích đánh vào đây này. Last one nữa. Có chạy khác đây. Anh em muốn xem một chút không? No. BDSM không? No, đừng. Yes. Yes. Cho em. cái đấy cái búp đấy cho em. Cái búp này cho em à? Tranh búp với nhau ấy. Tranh búp. Đây, phòng này em ơi. Chờ tí. Đây là phòng này chứ. Đúng rồi, phòng đấy. Cái búp đấy là búp ít máu được cái gì đấy đúng không? Cho anh này, for the beam. Cho BDSM on the display. Ngỗng đâu rồi? Đấy, em này. Em mua. Đấy, ra đây xem. Đấy, chắc chắn rồi, không bị thiếu rồi. Thành điện đây. I feel it. Này giải luyện. Đấy. Cái mẹ kìa. Greetings. Are you also here to assist with the prisoner? What do you mean? I was invited to teach them some of my techniques. I live for pain. Pain without purpose is a terrible thing. Wouldn't you agree? What the fuck? Guidance. It's an intimate thing. It should be delivered. Tưởng tượng đấy là tất cả những gì các NPC thường thấy khi mà mình chơi D&D dùng guidance. Thùng thém à, man. I see those same eyes when I look in the mirror. Tại sao kia nhét chỗ? We've all suffered in these dark times. It is little wonder you bear scars of pain. As the maiden of pain, the goddess Loviatar teaches us through penance administered by my skilled hand. All right, why not? Why not? Loviatar and I are interested in how you handle pain, dear one. Nghe đúng kiểu gì vậy, đặc sợ quá. Should you delight her, you simply face the wall and we can. Quay vào đây. Úp mặt vào tường đi để bị đánh à? Tết. Rồi, từ nằm im. Nicely. Đánh tao đi, đừng trượt. Scream. The pain you suffer will cleanse you. Fight it. Do not fight it. Try to hold back your cry. Không, phải performance đấy ơi. Được. Không, thực không, ra là intimidation, kiểu... intimidation. Đấy, được rồi, thôi, để ngỗng quyết nhá. Intimidation. Come on, I can hit her than that. Hot đồ than that. Hot đồ. You want more? As you wish, dear one. Ui, 6 năm. Không tiếp. Sao, anh đập tiếp. Chết cũng được. Chết cũng đáng. Chết cũng đáng. You look tired. Should I take over? Gì ác này? Wonderful. You want more? I'll give it to you. Đây chờ tí để em vứt cho anh ít blueberry. Không cần. Sắp xong rồi. Welcome the pain. Let it become part of you. Càng ngày càng dễ. I hope that's a promise, dear one. Rồi, nó một đây. Cái này là nó đánh. Ui, đánh là hai máu. Hay yếu rồi. You bore the pain like a true. I am proud to have served you this penance.
I enjoy myself. I enjoy myself. Cái cần đứa thì chuyển xuống đất. What the fuck? Thằng ấy. Đấy, em mà được inspire luôn kìa. Inspire. Nhìn. Kiss with mercy. Dưới 30% máu. Dưới 30% máu thì cộng 2 vào attack roll và wisdom saving throw. Ngon phết nhỉ. Bây giờ tất cả vào cho ông test đi. Sau đây nha. Cái đấy đừng một lần thôi, đừng một nhân vật thôi. Sau đây đi, mọi người đi sâu vào trong phòng bên trong này. Muốn vào cái nào? Muốn đánh roll đi, nếu mà thích đánh roll thì đánh roll mà. Cái combat này đánh thẳng thì khó, nhưng mà tất nhiên là vẫn có cái vật bên cạnh. Nhưng mà chung mà cheat kiểu đấy thì nó không ấy lắm, mọi người có thể đánh thử. Gọi là đánh thử rồi đến chết thì thôi. Chết thì thôi, đang học mình đúng có dự chơi cho mẹ thôi, đâu. Đúng không? Thế thôi. Mẹ mẹ mà. Nhưng mà cứ xếp cái đi. Xếp cái nhá, xếp cái. Xếp scum. Tại vì mình ta là khỏe lắm. Mọi người nhớ đánh con mắt trước nhá. Mọi người nhìn cái mắt nó đi ra nhớ giết con mắt trước nhá. Lạt ra gõ trống gọi cả bọn đến đây luôn. Mình có mấy con ogre ở đây anh ạ. Ý là gõ trống gọi cả cái gã goblin can ra đây đánh nhau. À đánh nhá. Mọi người vị trí sẵn sàng rồi thì. Xong rồi đúng không? A hunt. I'm on a hunt too. And you are my prey. You would dare. Guards to me. It's time. It's my what? Time. Mọi người ơi, whole person anh có 30% thành công rồi. Từ. Nó cũng Aura Protect. Đúng rồi. Nhưng mà mọi người có muốn không? Mọi người có muốn làm một cái không? Okay. À sao có bên nhỉ? Sao có bên không? Bên không anh. Bên thì một đó là Paladin mà. Bên cần Charisma save. Thế thôi anh sẽ bắn cái con Sky Ngai trước nhá. Ok. Em bắn con Night Warden nhá. Mihara này bắn luôn này. Ok, hẳn đi. Rồi. Lại crit. Anh bắn con Sky Ngai lại crit rồi, không sao. Ok được không? Ồ, cần loại ra rồi. Giết trước khi nó có turn. Ok được. Reckless. Ai muốn chết luôn. Cái thời sao? Vãi kiểu sao? Sao? Quần thật sự luôn. Ai ra gõ cái chấu đi đâu vui. Game dễ đấy. Game quá dễ luôn. Đây để chế con nhện nó có ra được không? Theo đùa được. Mitara này ấy quá, Mitara này ngại quá. Thua initiative xong rồi ăn mấy cái vào mặt. Vãi cái trưởng 38 đam một turn ấy, sợ vãi. Chết luôn. XP em ơi, nó là XP. XP, tất cả là XP. Anh chịu khó dừng gõ cái trống. Cho nó vui. Gọi nhé. Chống đây này. Gọi nhé. Gọi đi. Em gọi nhé. Đây, web. That can wait. Đây. Okay, fine. Ok, đây. Ôi, vãi em miss. Miss cả đôi luôn. Ô, không sao. Bạn hơi quê tí. Bây giờ một máu. Buồn quá. Một máu thì... Ném nó, em đúng rồi, ném nó. Trời ơi. Ném nó chết luôn. Chết luôn cả đôi ạ. Vãi sướng vãi. Đốt đây cái web mới. Sướng mà. Sướng quá. Công nhận cái đứng. đội hình kinh vãi trưởng. Đây có ba con bên trên này này. Đập nó luôn này. Con này còn không biết gì luôn ạ. Mình giết quá nhanh. Quá nhanh luôn ý. Kiểu diệt quá nhanh luôn. Đây để em bắn cho cho. Em bắn sát tư này. Thở thốt không cần. Phí. Bình nước mà. Ôi, xua. Anh đi giật điện. Bắn nhá, 1, 2. Bắn nói đừng bắn thùng. Ơ kìa, bắn, chết luôn nè. Here we go again. Ignis. Ui, and snare rồi. Snare, đọc hết. Nó ra gõ trống à. Từ từ nào. Rồi, chết. Rồi, enter. Lực mình nó tự không bắn được. Ha. Vãi. Broken luôn. Đỉnh. Ôi, con chim hay quá. Cảm ơn anh chim. Ôi, ai sẽ giết trước? Nhanh. Ôi, hay. Một đống spell vào mặt đó. Anh em tranh kill quá. Kill steal.
kill steal game á. Lấy luôn. Vào hẳn phòng ở đó luôn, sợ rồi. Đừng đến gần con Hopcop ở giữa nhá, cứ chạy vòng vòng sau lưng anh thôi, position. Bước lên đây à? I'm here too. Đúng là we all know that this is the best position. Cẩn thận có thắng lên đẩy, đấy là tôi chơi đoạn này thì đẩy xuống. Yeah, okay, bọn nó cũng có thể lên đẩy mình xuống đấy nhá. Các bạn người đứng xong chỗ chưa? Xong rồi, xong rồi. Move in for the kill. Yeah, đứng hai đây cũng hơi căng đấy. Thôi em đầu luôn đấy, em đầu luôn, em đầu luôn, em đầu luôn đấy, em đầu luôn đấy. Oh shit! Hit rage rồi. Chứ đánh bình thường thôi, đánh like a hero rồi em. Yeah, yeah, like a hero. Con hold đi đâu, để em like được nó cho. Ôi hold được này, ôi hold được luôn này. Ok. MVP, MVP, MVP. Bố, crit luôn. Dễ vãi. Ui dễ vãi nổi. Đẩy xuống. Hết bonus rồi. Không đẩy. Đánh thôi. Sao để em giết nó, để em giết nó luôn. Bạn không có aura protect của bạn sai rồi. Có đánh giết nó luôn không hay là thôi? Giết đi. Giết luôn. Quẩy chín vào. Và đây là last concrete crit. Vậy nhái, chưa kịp làm gì chết bố. Đây rồi anh nhị. Ở đấy hope person MVP đấy. Đây toàn lửa thôi. Ở đây nó còn cháy luôn. Cháy luôn. Còn mấy thằng đến là dễ. Đây nó đánh con chim. Khum. Chặt chim. Chặt chim rồi. Operation chim diện. Ngộng ngộng ơi. Em bắn escape, em vào chữ difficulty, em bắn lên tactician của anh. Dễ quá, dễ quá. Còn nó vào cái combat đuổi kìa, đã lặn đi. Tí nữa. Vãi chỗ này đang game dễ quá, anh em quen. Thôi leo lên mái nhà luôn ạ, vãi nồi. Nó khôn đẩy các bạn xuống. Không sao, nó làm sao đến này em thầy tính toán. Tính cả rồi. Từ tí em đẩy người nó xuống. Ui ui, thêm nhiều thế. Ôi, một khoảng cách hoàn toàn chuẩn xác cho mẹ gì đây. Cloud Dagger. Cloud Dagger. Chuẩn luôn. Turn của anh lúc nào? Turn của Cloud Dagger lúc nào? Sắp xong rồi, sắp đến luôn. Đây là đứa nào? Đây là đứa này. Ủa, rồi. Hoàn hảo. Ôi, chồng hai chết cái luôn. Cloud Dagger đâu nhỉ? Hoàn hảo luôn, chết bố rồi. Còn đứa nào mà sống không? Đến lượt turn của nó đứng dậy nó chết luôn. Tại vì nó start turn đấy là nó bị ăn đam luôn. Nice, chết. Ok, cái con Kagran đằng sau mẹ nó show bay một phát thì cứ... Ê, chết quên. Giờ mình chạy được 10 mét rưỡi cơ mà nó sao đuổi được mình. Em đi sang bên đấy là có một con khác nó cũng phải trèo lên luôn ạ. Nó không đến. Ô được luôn, nó show được luôn. What? Không, nó rút thanh san. Nó rút thanh san, ui máy thế không phải mình. Vẫn có 10 máu. Ôi nó dash đấy, nó đẩy này. Mày đấy, thôi. Đấy, tôi tin tưởng mà, tôi tin tưởng. Mày đấy các em. Nó khôn lắm. Sợ quá mà các bạn ơi. Đây, cho combo với anh Alaska. Này, láo tuét. Ôi, được luôn, đẩy luôn, được, đẩy xuống. Đẩy luôn. Xuống. Hợp lý, hợp lý. Ui giời. Đánh bản thảo này. Thế tí, còn đứa còn sống không? Còn một đứa. Còn một đứa, chết đó. Còn nó sắp chết rồi. Còn một đứa sắp chết rồi. Đến tờ nó là nó chết. Đây, cắt web. Thanh ra kiểu bị đẩy một quả kiểu vẻ 20 máu vậy. Hết luôn cả máu ảo, 1/3 máu nữa. Nó làm sao mà chạy ngoài được. Ôi nồi Elric Blast ạ, à, vãi nồi. Không cần siêu luôn, sợ gì. Không cần, tanh luôn. Yes, à đấy, con trong Cloud Dagger chết rồi. Ai xếp nốt được kìa. Rồi. Ui, đáng sợ ấy. Ui da. Ôi, Fate Breaker này, quả Warhammer này. Anh tắt cái Cloud Dagger rồi em. Em lút. Đây rồi. Ui da, con nhẹ chết rồi. Con nhẹ vào Cloud. What? Con nhẹ nó tự đi vào Cloud. No. Có nhận đúng kiểu my job ghế stun đi. Chúng ta lại chơi Barrowmancer đi. À nốt cái phòng của con. Ôi chết rồi. Có máu rõ đầy. Ờ sao? Đi ra ngoài bị vào combat à? Ừ đi ra ngoài bị vào combat luôn. Đây để em cứu anh. Rồi rồi cứ đứng yên. Không được cứu. Không cần cứu. Để nó đát thôi, kệ mẹ nó. Ờ đây em bắn nó luôn. Nó sẽ đát vào đây thôi. Đấy nó đát gì? Bắn nó luôn em ơi. Đấy nó luôn. Bắn khối. Bắn chiu. Rồi xong. Đấy. Công nhận hai cái ngay có phải thật và mức đam khó ấy chứ. Tại vì sát tớ chung một chú mà đúng không? Ừ, công nhận là đam khó lắm luôn ấy. Ủa, bọn nó hostile hết rồi nhá, đi ra là giết luôn đấy. Ê, long rest không? Không, long rest là gì? Đấy, làm gì? Long rest is for the bật lên tactician. Ra luôn. À nhưng mà thực ra hết rest rồi. Cũng người có xin đồng tình. Đi ngủ đi.
ngủ ở trong này luôn mà. Ngủ trong phòng kho báu. Ngủ trong phòng kho báu. Muốn ra ngoài đánh trước hay là cứu Rui trước đây? Tao sẽ cứu trước đi, Giờ giết Rui luôn được. Thôi giết làm gì, khổ thân mà. Ok. Giết sao hết rồi, khổ vậy. Ở trong này có cái xác, xác sao hết vẫn đập ở nhà. Đấy. À, vào cái là nó đánh luôn đấy nhá. Đây chờ gì? Đây đang gọi con nhện của em qua. Bạn cứ thoải mái. Thời gian của tôi ngưng đọng rồi. Vào luôn nhá, vào luôn nhá. Vào đây. Bạn cứ thoải mái, thời gian là tôi ngưng đọng rồi. Rồi lại crit. Ui giời ơi. Lại crit đánh chán thế à? Bật tactician chưa? À chưa, vãi cả tác em bị giết hết rồi ạ. Lạy chúa, cái tanh vãi cứt. Đây rồi, đây rồi. Chưa đi. Đây rồi. Eo ơi, bị cắn một tí rồi, máu. Kém. Kém. Con nhện này web xịn quá nhỉ. Bình thường chơi game cứ phải concentrate vào web. Em đã bảo là con nhện này web xịn vãi trưởng. Ngon, cảm ơn. Đi em. Không ở trong range rồi, bắn nó đi. Đây. Bắn tiếp con này. Hiện bắn solo với con này vẫn chưa quyết định, toàn miss. À đây rồi. Ủa, cái gì vậy? Ok à. Ông nào lại nước đi qua nước điện đấy. Ông nào lại làm điện đấy. Đang định đi. Giày em tiếp điện. Cái giày. May là mình nhảy qua đấy rồi. May là mình không đi rồi đấy. Đấy. Làm một game khó hơn nhá. Đấy, bắn cái cửa cho con mấy con kia chạy ra nhá. Đấy, khó. Game khó vãi, thấy không? Đá thẳng đến mặt anh luôn. Game khó nào. Game khó. Enter. Gà thật sự luôn. Ủa, xếp anh. Vậy ngã. Tự ngã cho game mà khó à? Oh my. Tự ngã game khó, tự đẩy tự ngã. Ok. À, muốn mở cái lọ con thì nhỉ? Iron Flask hả? Inspect. À, thùng nước. Thùng nước. Ok, ông ngoài đi theo nha. Chúc mừng, đúng rồi, lại có một con gấu nữa. Vãi, mình có 3 con ba niền rồi ạ. Đúng, chỉ con phạm có con gấu ấy, tổng phải. Mọi người đã sẵn sàng chưa? Rồi. Bật tactician lên. Tactician lên à, ok. Đây. Menu, difficulty ấy. Thì rằng ok, được rồi đấy, bật tactician rồi đấy. Bật rồi à? Bắt đầu đánh nha, đi đánh ngay. Đứng yên đây. Đứng yên ở đây. Ủa vãi chết. Thật luôn. Ai. Thật. Hả, mọi người ném cái đèn ra rồi à? Ném rồi. Web, nó gì web nhỉ? Game dễ. Ừ, game dễ quá mà. Kèo ôi. Đây, đây. Reckless. Đây à, qua được hơi căng nha. Căng à, đây, Rain Vision. Nhiều máu quá. Ném cái đèn ra con Spectator đánh luôn ạ, mẹ kiểu. Ui, game chưa đủ khó hả em? Game chưa đủ khó. Không, đánh được cái mà. Trừ khi nó có cái gì để game changing. Nó bắn như con Builder ấy. Ui, cái gì cùng. Ui, ôi, càng ấy. Ui rồi, Paralyze. Đứt luôn. Ui rồi. Đấy, thấy chưa? Nó khỏe lắm. Không sao, có con gấu đi nào luôn. Dễ như gì? Con nhưng mà nó là healing cho chính nó. Đúng. Nó healing cho chính nó rồi. Ờ, không được. Lao vào tanh em ơi. Để nó lao vào tanh. Lao vào tanh đi. Ông ấy còn mấy phát wide shape nữa mà. Biết đâu thắng. À, chắc là thắng chỉ là quay cụ thôi không? Tổn hại, quay quát. À, biết đấy tí. Còn good berry này, không biết có bón được không? Hy sinh chim vì nghiệp lớn nhá. Rồi. Ừ, không sao anh ạ. Hy sinh chim vì nghiệp lớn. Ủa, ném cái chim. Reckless. Ui giời, vẫn trượt. Opportunity. Ui giời. Thắng rồi. Đỏ lắm. Đỏ lắm. Tiền vẫn đỏ lắm. Xin được ghét vía của anh. Làm sao? Nó bắn mấy tia thôi. Chỉ cụ đi. Chỉ quay quạt thôi, vẫn thắng. Đấy, XP lấy XP. Cứ. Kinh. Cứu em dậy mới. Ok, tự đứng trong vũ điện của mình trong tự ngã. Cứu điện. Rồi. Tự nhiên trong sản phẩm có thêm cái xác. Thôi, con Spectator này không có cái gì để loot cả. Ê, Soares nha. Rồi. Anh còn chưa dùng slot. Rồi, ok, xong rồi. Ngoài này em bắt đầu hostile đấy. Mọi người có thể trèo lên đây này.
trèo lên ai, những ai mà range thì trèo lên đấy mà bắn. Giải cứu con NPC này. À ừ, giải cứu nó đấy. Ê, sao có bắt rồi? Rồi xong. Rồi xong, có bắt rồi à? Mấy dịch. À đây, một dàn đây. Các loại thú. Đã cũng ghê. Đây là okay. Cả đánh bằng não, cũng đánh bằng sức. Nó trèo lên được ấy, nó trèo lên được. Cái thang ở giữa cũng được này. Chúng nó khô đấy, chúng nó khô đấy. Không cần siêu luôn, bắt luôn. Bắt tên, cẳng quá. Cho hướng vào giữa, cho hướng vào giữa ấy. Đây. Nó trèo thang nó lên được ấy. Còn nó có thể trèo. Đây đúng không? Đấy đúng rồi, chìa cái mặt ra, cứ chìa cái mặt ra cho bọn nó đánh. Đây, đây chìa đít ra, chìa đít ra. Cái tượng, cái tượng đó rồi đúng không? Ôi kinh, em mọi khá thích luôn. Ồ, nice. Các bạn Goblin Spellcaster kinh lắm. Đấy, xong rồi bọn nó trèo lên cái thang này cái là nhìn thấy là bắn luôn thôi. Ê dê vãi rồi. Ờ thằng này cũng đáp đi rồi. Nó lại bless. Lý rồi. Jenkins. Giữa sân. Đấy, chặn được được. Chạy đốt được. Chạy rồi. Barbarian qua rồi. Ui, chết rồi. Là chết rồi. Đây, đây. Abdi Rack. Ô, đấy là cái ông. Đây là cái ông BDSM của mình. No. Đánh cái chơi vui, đánh cái chơi vui. Đánh trả vừa nè. Đánh trả lại vừa nè. Đánh trả vào vào đấy. Ờ ừ. À, đây, vào con này luôn đi. Ôi à, vẫn sống cơ à? Con này chứ máu trâu đấy. À bà Chu Sô Gắt. Đây. Chu Sô Gắt này. Con có lóc đầu rồi. 6. Size small là sinh ra đã sai rồi. 30. Thế thì thế thì bài bài bài. Kill steal. Kill secure. Kill secure. Ờ bắn tường này. Bắn cái này á? Bắn bắn cái statue á? Nó đổ xuống mà. À. Ren movement. Ờ. Phải đánh tao đập mày. Mày đánh tao đập mày luôn. Rồi anh. Eldritch eat your own medicine. Rồi, bạn chạy ở đấy là bạn sai rồi. Bạn chạy ở đấy là bạn sai rồi. Bắn mình á, bạn bắn mình bắn lại bạn bây giờ. Ok. Giờ thì anh em bắn tôi lên đây xong rồi bắn miss, biết sao? Bây giờ thì bắn ông này. Con này thế này không? À, ông ấy, ông đền tơn à. Nhện. Ông ấy vẫn được tính là neutral đấy. Dạ, hình như là vì mình đánh ông ấy trước nên là ông ấy mới vào. Tôi làm game khó hơn tí thôi mà, đánh đi. Ừ, đánh ông đi. Có 30 máu. Murder hobo, nghĩ gì. Ôi, em replant. Còn một máu, còn có một máu. Ừ, con kia hồi máu à. Ôi, Infinity Wound luôn. Đừng quên bên tôi. Tu sĩ của Loviata có khác. Infinity Wound. Đây còn một con cạnh thiện là thiện không đánh được. Xong. À rồi. Anh bắn xong chết rồi. Game mình nhưng hơi dễ anh ạ, hơi dễ. Úi à. Ôi ôi bạn kia chạy chuẩn đấy. Chạy ra loot này. Chạy ra loot này. Thôi, cái gì diễn ra? Thiện đang nghịch đập cái tựa rồi Alas chạy đúng chỗ tự đổ. Không, không phải anh, không phải anh, không phải ai, anh. Ai, ai. Thành xa. Thành xa à? Tu sĩ đéo có mẹ gì cả. Buồn ấy. Có cái chùy, ông có cái chùy. Ông có... chỉ có lòng tin. Ra loot con hút này em ơi. Ra loot con hút này để ấy này. Bốn vào cái phòng này, vào cái phòng này, vào phòng thiện đang ngồi. Thay vì chúng ta cố gắng châu chó đốt, chúng ta hãy mìm nốt. Rồi. Ok, anh mê của em đã cho em hết chỗ rồi, còn không mê được nữa. Thiện đang ở đâu ấy? Thiện đang ở chỗ cái phòng mà có một đống thuốc nổ ấy. Còn một cái combat khó duy nhất Thiện biết là Keep Yan Key Patrol. Đấy, đánh xong combat thì xong rồi thì skip xử cái Goblin đi, xong rồi ra đấy luôn. Skip. Ra ngoài đường, thử độ OP của chúng ta nào. Ừ, thử độ OP của chúng ta. Ừ, những chủ tí có ai nhận được cái hand crossbow là cộng 1 không? Cái hand crossbow cộng 1 không dễ đâu. Đúng rồi, đúng rồi, đi ngoài đường nhận được cái nào không biết.
Rồi chết rồi. À không, mọi người thế thì anh cứ đừng ấn gì cả. Mọi người chạy đến đi nhanh lên. Anh đừng skip chỗ mà thiện với cả last này đúng không? Lên thang trước đi em ơi, lên thang high ground trước đi. Đây, em đang lên. Con rồng lừa tính, mình không đánh con rồng đâu. Mình sẽ có một cái cutscene nữa, không sao. Con rồng sẽ bay đi à? Đúng rồi, con rồng sẽ bay đi. Ok, được rồi, em đứng lên phải có ai đó xuống dưới nói chuyện. Rồi, đây. Độ khó đang là tactician nhá, mày trận này khó đấy. Anh cũng nói thế mấy lần rồi. Đi, mọi người sẵn sàng chưa? À nhưng vẫn còn có trigger nói chuyện nữa mà. Các bạn nhìn này, toàn vũ khí cộng 1 đấy. Và rất nhiều giáp. Em ơi, em nhìn thấy Barbarian và Intimidation không? Roll đi em. Roll. Ok. Roll. Sao không được? Nó không sợ, mình vẫn roll. Inspiration, có bao giờ dùng nữa đâu đúng không? Không phát nữa. Giời, crit nào. Nó phát quấy à? Không được thôi. Không, anh cứ roll đi, anh roll hết đi. Hết thôi. Nó phải sợ anh ạ. Nó phải sợ. Rồi đánh nào. Hết rồi. Gầm rồi, nó không sợ ở đây. Nói chung là thằng chùm mà con rồng sẽ đi. Thế là thế, khinh mình à? Nó khinh mình mà. Ra cái, actually cái combat này mà không có heal là hơi khó. Nếu mà thiện đi sau là dễ bị nằm. Bọn nó có thể núp thiện đi sau rồi mà, thiện đi sau. May quá, rake được. Em rake được rồi, đi sau đúng một đứa thôi. Thực ra là lùi lại đi, nếu không là em chết đấy. Ok. Thực ra cứ trèo lên gần mọi người đi, cho bọn nó lên, bắt bọn nó dash lên. Đánh con Raider đúng không nhỉ? Đây em đánh nó một con mất 18 máu rồi này. Chung là ra bọn nó cũng trâu. Bắn em bắn, đây có 55% tỷ ít thôi. Lùi chỉ thuận, bắn cái cho nó không mất rage. Đấy là mình chết rồi. Cái gì vậy? Christy Sep tao lấy làm gì? Ủa? Nó bị xếp vào cái xác. Nó mi xếp vào cái xác, ngu, AI ngu vậy, AI tactician ngu vậy. Tactician cái gì ấy? Đói, nó phí tơn. Wait, nó Misty Step và Dash rồi. Nó search à? Action search à? À đúng rồi, action search. Sai port rồi sao? Sai. Úi dạ. Đẩy nó xuống. Ui, poison. Cứu. Đây, để cứu được. Đẩy xuống được. Đẩy nó ngã được. Không, em cắn nó. Ui, cắn trúng không? Ui, nếu trúng rồi. Khó đấy. Đây, để em xếp lên. Tập này có auto save. À ừ, dạ. Yeah. Lốn. Cái gì đấy? Bọn nó Misty Step lên. Ừ, Misty Step này. Đẩy nó lại xuống là được. Bọn nó chắc Misty Step không được nhiều lần đâu. Đẩy không được, anh sợ đẩy không được ấy chứ. Mỗi con là... Eldritch Blast đấy anh. Và hope for the best. Eldritch Blast cũng một lần thôi. Anh cũng nghĩ là anh đành về Eldritch Blast rồi. Oh. Đi bên nó đéo ngã về đằng sau. Ôi. Khó rồi. Càng phết, không sao. Dạ, mới có với combat khó. Em bạn tỉnh tĩnh. Úi giời, chip attack. Ui, bắn. Nó bắn đam sidekick ạ. Ê, đằng nào cũng chết rồi, đánh luôn con Sara Beretta đi. Không, okay. Anh dùng Boration bố được bình rồi mà, anh dùng Boration bố bình được ấy. Ui vãi, what the fuck. Đánh có 6% trúng thôi á, bị cái gì đấy? Poison. Rack lên, bắt đầu rack lên. Rack lên, đánh thêm cái nữa. Đánh, Frenzy. Ui giời, grid. Được đấy. Này bị này rồi. Ôi chết rồi, nó bò này rồi. Ui. Ôi xiên. Ôi xiên đi luôn. Rồi sao? Đấy đánh nhạc phải hold person. Bọn này Wiz bao nhiêu nhỉ? Wiz 12, đánh nhạc phải hold person. Ừ đúng rồi, bọn này fighter. Vãi. Mình tỷ lệ chúng có 12-16% thôi á. Chạy ra ngoài đi. Chạy ra ngoài ăn hành đấy. Thực ra thì chạy không chạy được anh. Ý là kiểu chúng nó outspeed mình mà. Giờ hãy cố luôn. Cô máu. Game bảo muốn khó có khó các bạn. Ui giời. Mày đấy. Bắn. Còn phát nữa đúng không? Đây, tỷ lệ trúng 40% rồi. Nhiều trúng được. Nhện web. Ừ, có nhện. Yeah, sick guy. Ui, khó. Ui. Nó đắp bột tap. Bột tap luôn ạ. Chết luôn. Chị ơi, anh sẽ đi con quỷ không kìa. Nhấn F8 để giải cứu các bạn. Bọn này toàn level 5 hết mà bắn 2 phát. Fighter. Rồi, anh sẽ đi con Obi. Rồi, cảm ơn anh em vì đêm nay. Rồi, cảm ơn anh em. Chúng ta đã kiểu... Anh Dũng chiến đấu. Anh Dũng chiến đấu.
độc cô cầu bại, chúng ta đã bại rồi, chúng ta nghỉ thôi. Đấy, lúc nghỉ. Ủa, game vui vãi. Đoạn sau những cái game sau mới vui nữa. Bạn thích kiểu nội dung mình chơi Baldur's Gate 3 solo hay thích kiểu nội dung mình chơi với bạn bè hơn? Comment bên dưới cho mình biết nha. Like, subscribe các thể loại để đút cho Thánh Algorithm YouTube ăn nhom 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 nhom. Rồi Thánh Algorithm recommend video của mình đến nhiều người hơn. Cảm ơn nha.